mới, một nhà máy mới. Quý khách hàng thân mến, chúng tôi vui mừng thông báo rằng khi năm mới 2024 bắt đầu, chúng tôi đang bước sang một kỷ nguyên mới với một nhà máy hoàn toàn mới. Nhà máy PVC hiện đại này được xây dựng với một mục đích duy nhất là phục vụ quý khách hàng tốt hơn. Nhà máy của chúng tôi được trang bị những công nghệ và máy móc mới nhất, từ đó nâng hiệu quả sản xuất lên 2.000 tấn một tháng, và chúng tôi cam kết luôn sản xuất những sản phẩm tốt nhất và đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng trong sản xuất hạt nhựa PVC compound. Khi bắt đầu hành trình này, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới quý khách hàng vì sự ủng hộ và tin tưởng không ngừng. Sự tin tưởng của quý khách đã thúc đẩy niềm đam mê cải tiến liên tục và phát triển dịch vụ của chúng tôi. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý khách một năm mới an khang, thịnh vượng và thành công. Chúc cho năm 2024 sẽ mang lại hạnh phúc mới, mục tiêu mới và thành công mới cho quý khách hàng. Một lần nữa, cảm ơn quý khách hàng đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình của chúng tôi, và chúng ta sẽ cùng đồng hành hướng tới một năm 2024 gặt hái thật nhiều thành công. Chúc mừng năm mới!